Em xin chào anh chị đang xem kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ. Em rất vui khi được gặp lại anh chị trong video đầu tiên của năm Giáp Thìn năm 2024 này. Nhân dịp đầu năm mới, hôm nay em gửi tới anh chị một căn nhà mới 100%, full nội thất, full chức năng, full thổ cư luôn. Đó, thiết kế theo kiểu Á, Âu, quy hoạch đất ở 100% thuộc thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre ha anh chị. Căn nhà rất là đẹp luôn. Với diện tích là 127m, chiều ngang 5, chiều dài sâu vào là 24, nở hậu 6.5, hướng chính bắc. Nhà mình có giấy phép xây dựng, điện, nước, số nhà, wifi. Và điều đặc biệt á là mặt tiền lộ nhựa trọng tải 13 tấn. Rất là tuyệt vời ha anh chị, di chuyển vào trung tâm của thị trấn Châu Thành á là chỉ có 500m thôi, cách quốc lộ 60 là 300m nha anh chị. Đây một căn nhà cực kỳ đẹp luôn. Sử dụng những vật liệu cực kỳ cao cấp ha. Cửa nhôm sinh pha, kính cường lực, có nội thất luôn. Dạ, rất là tuyệt vời anh chị ơi. Dạ, đây là con đường lộ nhựa trước nhà của mình, trọng tải là 13 tấn ha. Hướng này anh chị đi tầm khoảng 300m thôi là mình tới được quốc lộ 60. Nhìn qua bên kia đường á là khoảng tầm 500m là mình vào được trung tâm của thị trấn Châu Thành, có chợ, trường học, ủy ban, tòa án, ngân hàng, bệnh viện, công an. Rất là nhiều tiện ích đang chờ đón anh chị ha. Tầm khoảng 800m thôi là mình tới được cầu Rạch Miễu 1. Cầu Rạch Miễu 1 nha anh chị. Vừa qua cầu Rạch Miễu 1 á, bên kia cầu á là thuộc thành phố Mỹ Tho, một trong những thành phố mà phát triển lâu đời bậc nhất của miền Tây luôn nha. Còn cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu 1 á là chỉ có 3,8 cây số thôi, hướng về phà Tân Phú anh chị. Vị trí căn nhà mình á là nằm giữa hai thành phố là thành phố Mỹ Tho và thành phố Bến Tre. Rất là tuyệt vời ha anh chị, di chuyển vào trung tâm của thành phố là tầm khoảng 5 cây số thôi. 5 cây số là mình vào được trung tâm của thành phố Bến Tre. 500m là vào được trung tâm của thị trấn Châu Thành. Qua bên thành phố Mỹ Tho là khoảng 2 cây ha anh chị. Dạ, đường này là đường thông. Đây nhà hàng xóm của mình nè. Hàng xóm mình nè, hàng xóm mình ha. Một căn nhà đẹp xây trên một mảnh đất đẹp, quy hoạch cũng đẹp nữa anh chị, đất mình nở hậu nha. Chiều ngang 5, chiều dài là 23m, nở hậu 6.5, hướng chính bắc, trên sổ hiển thị đường đi luôn. Đó, full thổ cư, full chức năng và full nội thất nữa anh chị, rất là tuyệt vời ha. Đây hàng xóm của mình nè, tối mình có đèn đường nha. Ở đây thì có đường điện nè, nước máy, wifi, cơ sở hạ tầng thì đầy đủ hết rồi. Thuộc thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre ha anh chị. Đây hàng xóm của mình nè anh chị. Hàng xóm nè. Đó, tuyệt vời quá ha. Ngay chỗ đó mình có tiệm tạp hóa đó. Dạ, mặt tiền căn nhà của mình á thì cửa chính á là xài 4 cánh, cửa sắt 4 cánh ha anh chị. Được cắt CNC nè, rất là đẹp ha. Ở xung quanh thì xây tường rào hết rồi. Dạ rồi, em mời anh chị mình vào trong để mình tham quan chi tiết căn nhà ngày hôm nay nha. Khoảng sân này á là rộng khoảng hơn 30m², nên hai chiếc ô tô mình có thể đậu được. Rất là rộng rãi anh chị, có sân trước, sân sau nè, hai phòng ngủ, hai toilet, một phòng khách, phòng thờ và bếp. Đó, đầy đủ các công năng hết nha. Anh chị xem cái mẫu thiết kế nè. Chủ trang trí những chậu hoa nè, tiểu cảnh ha anh chị. Rất là đẹp ha. Đây có vòi nước, mình có thể gửi xe ô tô, gửi xe máy. Nhà mình thì có giấy phép xây dựng nè, điện, nước, số nhà đầy đủ hết nè. Đó, tuyệt vời quá anh chị ơi. Này, ở trong nhà mình nhìn ra nè anh chị, nhà mình hướng chính bắc nha, hướng chính bắc. À, vậy phần cái khoảng sân này á là cao hơn mặt đường, còn nền móng căn nhà đó là cao hơn khoảng sân nữa. Ở chỗ này mình không có sợ bị nước ngập nha anh chị, không có sợ bị nước ngập nha. Từ bến xe miền Tây mà anh chị di chuyển về đây á là khoảng 70 cây thôi, 70 cây là mình sở hữu được một căn nhà thuộc thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, gần các khu du lịch nổi tiếng của Bến Tre luôn.
Công Phụng nè anh chị. Đó, nhà hàng Lũ Nếp nè. Đó, và xung quanh là rất là nhiều vườn trái cây. Dạ, cửa chính của căn nhà mình á là xài cửa nhôm sinh pha, kính cường lực nha. Anh chị xem nè. Nhôm sinh pha, kính cường lực anh chị. Cửa chính và cửa sổ, mỗi cánh cửa đều có rèm hết à. Đây là không gian phòng khách của mình. Wow, rất là tuyệt vời anh chị ơi. Dạ, tủ điều khiển bên đây ha. Đó, mấy cái phần công tắc này mình sẽ cảm ứng nè. Anh chị xem ha. Đó, cảm ứng luôn anh chị. Còn tivi mình có thể đặt đây. Tivi anh chị thể đặt ở đây ha. À, trên đó có đèn, đèn led nè. Chủ thì đã trang bị cho mình sẵn một bộ sofa cao cấp. Sofa này đặc biệt là chống chống bụi, chống bẩn rất là tốt anh chị. Bên đây là khu vườn mini nè. À, trồng sẵn cây nè, có đèn luôn. Cửa sổ thì cửa nhôm sinh pha, kính cường lực. Mỗi cánh cửa đều có rèm hết. Đây bên hông này cũng có rèm nữa anh chị. À, không gian bếp thì nằm bên đây ha. Mình có một vách ngăn. Phía sau vách ngăn là không gian phòng thờ. Thiết kế rất là tinh tế ha anh chị. Hài hòa. Dạ, vách ngăn này anh chị mình có thể đặt vài chậu hoa hoặc là mình để quà lưu niệm gì đó. Này sẽ gỗ công nghiệp nha. À, cái công tắc đèn nè, sẽ cảm ứng không nè anh chị. Hay anh chị ha. Dạ, sau đây thì mình có một bộ bàn ăn nè. Đã trang bị sẵn cho mình một bộ bàn ăn ha. Và không gian bếp thì nằm đây. Bếp ga anh chị mình đặt bên đây nè. À, mình nấu nướng thì mình đứng đây mình nấu anh chị. Có hai kệ tủ đầy đủ hết. Trên dưới đều đầy đủ ha. Đó. Màu này thì rất là sạch sẽ, anh chị mình lau chùi cũng dễ dàng nữa. Toàn bộ điện á, là xài điện âm tường nha anh chị, điện âm tường nha. À, rất là tuyệt vời. Còn đây là không gian phòng ngủ đầu tiên của mình. Phòng ngủ thì trang bị đầy đủ nội thất, công năng thì có đầy đủ hết anh chị. Có giường nè, nệm nè, tủ quần áo nè, bàn trang điểm. Trang điểm nè, này xài gương cảm ứng nè anh chị. Đó. Bên hông đây mình có thể mở cửa sổ. Đi sẵn đường điện và đường ống máy lạnh cho mình luôn nè. Mình có một cái tủ quần áo rất là lớn ha. Yeah.
Wow, tuyệt vời quá anh chị ơi. Và đây là phòng ngủ thứ hai của mình. Điều đặc biệt của căn phòng này á thì có toilet trong phòng. Một cái toilet trong phòng nha. Cửa sổ bên hông nè. Cửa sổ này thì ở ngoài sân sau của mình. Hay bên hông nhà hàng xóm nè anh chị. Tuyệt vời anh chị ha. Còn đây là toilet sinh hoạt chung của gia đình. Toilet này có lavabo, có gương, có vòi sen, có bồn cầu sẵn hết nha. Cái phần gạch đó thì được dán cao lên tới trần luôn anh chị. Rất là sạch sẽ ha. Dưới đây thì gạch chống trượt. Mình tắm mình sử dụng an toàn. Đây là không gian cuối cùng của căn nhà, sân sau. Anh chị mình có thể đặt máy giặt ở đây. Máy giặt ha. Đó, mình phơi đồ. Cửa sổ toilet nè chị. Thay vì xài một bức tôn này nè. Đó, chủ thì xài một khúc là tôn sáng để lấy ánh sáng, cũng như chừa mấy khoảng không gian nè, lấy sáng lấy gió nè, cho nó thông thoáng căn nhà ha anh chị. Phía sau căn nhà là một mảnh vườn dừa sim của hàng xóm. Hàng xóm mình trồng dừa sim nè. Đó, vườn dừa sim luôn nè. Rất là mát ha anh chị. Mát mẻ ha. Dạ rồi, em vừa dẫn anh chị mình đi tham quan một vòng căn nhà nhân dịp đầu năm mới, năm Giáp Thìn 2024. Bây giờ em sẽ lấy sổ cho anh chị mình xem nha. Tuyệt vời quá anh chị ơi. Dạ, đây là sổ mình anh chị ơi. Địa chỉ là thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Diện tích là 127,3 m². Hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng thì lâu dài. Thửa đất mình có 31,6 m thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ anh chị. Tức là lộ giới á. Còn bên đây sơ đồ nè. Hướng nhà và đất của mình á là hướng chính bắc. Tên sổ hiện tiền đường đi là đường DHJK15. Chiều ngang là 4.90. Chiều dài một bên là 22.49, bên là 22.31, hậu là 6.50. Nở hậu ha anh chị, rất là đẹp ha. Vậy cái phần lộ giới á là nằm trong cái khoảng sân của mình anh chị, là hơn 30 m² á. Đó, sân này ô tô, hai chiếc ô tô mình chị đậu thoải mái ha. Hoặc là mình làm đám tiệc đó, mình có thể đặt được 4 bàn. Đó, rất là tuyệt vời ha anh chị. Em xin báo giá cho anh chị mình sở hữu được một căn nhà tuyệt vời, rất là đẹp, full nội thất, full chức năng, full thổ cư, thuộc thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nè, là chỉ có 1.750.000.000 nha. 1.750.000.000. 1.750.000.000 nha anh chị. 1.750.000.000 nha. Hiện tại là sổ sẵn nè, giấy tờ hợp lệ, mình mua bán trực tiếp với chủ luôn. Nhà thì nhà mới 100%, thiết kế theo kiểu Á, Âu, full chức năng, full nội thất, đầy đủ các công năng hết. Có sân trước, sân sau, mình đậu ô tô, mình phơi đồ rất là thuận lợi anh chị. Có sẵn giấy phép xây dựng nè, số nhà nè, điện, nước, wifi, đầy đủ hết nha. Mình chỉ vào đây mình ở thôi anh chị.
chỉ có 1.750.000.000 nha. Giá này thì chủ báo là mình còn có thể thương lượng được. Khi mà anh chị muốn thương lượng á, mình gặp trực tiếp ngay chủ để mình thương lượng nha anh chị. Màu rất là đẹp luôn, chỉ có 1.750.000.000 thôi. Bây giờ em sẽ đi từ đây nè, em chạy ra ngoài hướng quốc lộ 60 cho anh chị mình xem nha. Đó, ra ngoài đó cho anh chị mình xem ha. Khoảng 300m thôi là mình ra tới quốc lộ 60 nha anh chị. Ở ngay đây thì qua bên kia đường á là thuộc thị trấn Châu Thành rồi. Hướng này mình trở về trung tâm của thành phố Bến Tre nè, đi các tỉnh miền Tây, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang rồi ha. Còn hướng này á là mình thấy được cầu Rạch Miễu nè. Cầu Rạch Miễu 1 á, qua bên cầu là thành phố Mỹ Tho rồi. Có thể đi bến xe miền Tây ha. Còn quẹo trái thì khoảng 3.8 cây số là tới được cầu Rạch Miễu 2, hướng về xuống phà Tân Phú đâu anh chị. Rất là tuyệt vời ha. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha. Rất là chân thành cảm ơn chị mình đã xem đến cuối video. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nha. Bye bye mọi người.